Xin chào tất cả các anh em nha. Huy đang là hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận ngẫu nhiên tốc cần có cái hiệu là MRK và tốc và một con tốc cần là CEB nhận miễn phí ngẫu nhiên, mình không biết của anh em. Đây thì hai con tốc cần này giá khá là cao. Rồi đầu tiên thì trước khi làm ai góp thì các bạn cũng đừng có nóng vội nha tất cả các bạn. Nhiều bạn làm ai góp mới có một tuần chưa về nói con này sẽ cam. Có nhiều dự án làm tới một năm nó về mình không hay luôn nha tất cả các bạn. Có khi mình làm chút xíu nó không về, không chừng có khi một hai tháng mình không biết được, không ai biết được chứ các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group, rồi các bạn theo qua, các bạn theo dõi theo qua và theo qua đó nè. Đây thì giá của hai con tốc càng này rất là cao nha các bạn, đã list sàn trên, đã list sàn lên Uswap. Sau khi tốc càng này mà nó có phân phối về thì các bạn có thể chạy qua TR liền được luôn nha các bạn, không phải như những thường như những con khác mình chờ nó về rồi nó chưa lít sàn mình mắc chờ cho nó lít sàn rồi chờ giá lên tùm lum hết trơn. Rồi các bạn theo dõi nha tất cả các bạn. Rồi rồi các bạn copy username này của nó nha các bạn. Rồi các bạn like với nó một bài nè. Rồi các bạn đi tiếp với bình luận nha các bạn. Rồi các bạn copy dùm cái username của nó giùm mà. Đây mình copy không được, cái máy này sao kỹ ta. À màu hồng đi cho các bạn chờ chút nha. À màu mò. À màu mò mò mò. Nó này các bạn, mình copy của xin em nó nè. Rồi các bạn đi test lại các bạn, test lại cầm lệnh cho nó các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại nè. Rồi cái này thì nó giá. Rồi xuống này thì các bạn về nhiệm vụ rất là điền form rất là đơn giản, các bạn thì các bạn cứ điền dòng số 1 cho mình là username Telegram của các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của các bạn 1133. Đây thì mình không có quay lại nữa các bạn để tránh thừa. Rồi các bạn vào theo word của trang cá nhân theo word của bạn, các bạn cũng copy username qua cộng đầu tiên nha các bạn. V này là H9. Rồi giá hiện tại của hai con này thì mình hướng dẫn các bạn sau nha các bạn. Đây thì rồi các bạn mở vào một cái trang đầu tiên là giá của con, giá của con đầu tiên là con gì ta ta. Rồi các bạn nhấp vào cái link đầu tiên nha các bạn. Ethersecam trên con chắc của nó mình biết giá được các bạn. Mình mới điền biểu mẫu được. Đây là một dạng. Rồi fan để chờ các bạn chờ nó chút xíu hiện cái đồng giá nha các bạn. Rồi hiện tại nó đó. Giá của con MRK là 10.000 bằng 3.000 mấy đô ta. Rồi các bạn nhấp vào 10.000 trước này nè các bạn. Rồi các bạn copy chính xác nha các bạn. Đây thì giá nó hiện tại lên xuống bất ngờ, các bạn nên vào mà coi xem nha các bạn. Vì mình cũng bữa nay 10 đô chừng chút xíu. Giá cả của những đồng coin thì nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống. Rồi mình không biết đường các bạn. Rồi các bạn bỏ vô hết này đi. Rồi còn con thứ hai là con CEB này, các bạn cũng nhấp vào cái trang Ethercam tiếp theo nha các bạn. Đang các bạn coi giá. Thường thì làm những dự án hay rớp, hy vọng cho nó về. Rồi các bạn chờ cũng chờ một chút xíu, 2-3 giây nha các bạn, cho nó nhảy giá lên. Rồi các bạn một CEB cũng bằng 379 đô, giữ cái tờ nếu mà đổi ra là bằng 10.000 TRX nè. 1 TRX bằng 0.000006 CEB. Rồi các bạn copy các bạn, hai con này giá khá là cao các bạn ơi. Rồi các bạn xuống tiếp nha các bạn. Rồi các bạn xuống giá CEB nè, CEB nè. Rồi các bạn bỏ vô dấu này nha các bạn. Giá 10 đô mấy. Rồi cái nó hỏi các bạn có bao nhiêu người bạn thì các bạn trả lời đại đi mà. Mình trả lời 5-6 người gì đi. Các bạn nếu mà không có tiếng ghép thì các bạn cho để 2-3 thôi, các bạn đừng để giúp mình. Mình thì thường thường là 5 đi. Này mình để tự do các bạn, không để nhiêu đấy. Rồi đề xuất cho bạn về mô ra biết. Và các bạn copy cái này nha các bạn.
các bạn sao chép cái dòng này lại nghe các bạn. Rồi các bạn lên Google dịch nha bạn. Các bạn ghi các bạn lên Google dịch, các bạn viết cho một bài văn nữa các bạn. Rồi các bạn mở Google dịch lên nè. Rồi các bạn viết cho một bài văn bất luận các bạn. Mình theo không chiếc văn dở là mình viết đại nè các bạn. Tôi rất thích hai đồng coi M, A, R, K và C, M và hy vọng sẽ bay xa hơn nữa. Thì cái này không quan trọng các bạn. Nhưng mà các bạn viết cho rồi các bạn lướt xuống. Các bạn chuyển qua dịch qua tiếng Anh, các bạn copy, các bạn paste vào đây nha tất cả các bạn. Mình viết dần dần hạch mà viết dần. Rồi, xuống đây các bạn điền địa chỉ IPS của bạn nha các bạn. Bạn nào biết điền lấy địa chỉ IPS thì coi đến đây đây tắt video mình ngừng được các bạn. Rồi các bạn bấm nút gửi các bạn. Rồi. Còn bạn nào chưa biết thì mình hướng dẫn các bạn mở cái join link của mình ra nè. Rồi, các bạn copy cái IPS nè. Tại sớm mà hồi sớm cái giá cái đồng TGX nó giờ sụp rồi. Rồi các bạn sao vậy các bạn? Thì giá cả những cái đồng coin thì anh xui các bạn ơi, chút xíu thì nó lên, chút xíu nó sụp, chút xíu lên, chút xíu nó sụp. Không có ai biết được các bạn. Rồi các bạn bắt vào. Rồi các bạn, rồi các bạn lướt xuống các bạn kiểm tra lại có cái username này nọ đâu có đúng không các bạn. Rồi các bạn bấm nút gửi nha các bạn. Rồi như vậy mình đã hoàn thành dự án, các bạn cũng nhớ đừng quên like và đăng ký cập nhật những clip tiếp theo mình. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.